VinFast VM5 nâng cấp đèn tại Akala Thái Nguyên. Đây anh em thấy đấy, đây ạ. Đây là một cái bộ đèn mà em đã nâng cấp cho chiếc VinFast VM5. Cái đèn nguyên bản của chiếc xe đó là đèn này halogen. Đấy, nó có là bi rồi nhá, nhưng là bi halogen nha anh em nhá. Thì con này tháo ra nâng cấp thì tất cả lắp đặt thì lắp đặt zin cho anh em, không phải độ, không phải độ, không phải chế cháo gì trên chiếc xe này cả. Bi nguyên bản tháo ra trả lại cho anh em khi anh em cần đăng kiểm hoặc là anh em cần về zin anh em lắp lại xong. Còn bi được sẽ lắp vào vị trí zin cùng với kích thước đều là bi 3.0. Đấy anh em xem ạ. Đây lắp đặt đây. Đấy, nó đều như này cho anh em nhá. Đấy, còn đây là cái bộ bi mà em đã lắp đặt cho chiếc xe, đó là bi bộ GTR Limited 3.0 với chế độ bảo hành là 2 năm đổi mới cho anh em. Và công suất cốt là 55 và phong phát pha là 65W, cho ra ánh sáng cực kỳ sáng tốt và pha thì có tâm vàng. Đây anh em thấy ánh sáng cốt cho ra đây. Với tầm giá một bộ bi khoảng 4,5 triệu thì anh em có thể thấy rất là cực kỳ sáng. Đây còn là pha với nhật màu 5002 và có chip led trợ pha, thì anh em thấy hai cái tâm vàng ấy cho anh em đi trời mưa trời sương đều có thể đảm bảo cái lợi của thời tiết, đi cốt sẽ không gây chói mắt cho người đối diện, pha chiếu xa chiếu rộng đấy. Anh em nào mà có nhu cầu nâng cấp đèn, nâng cấp ánh sáng thì hãy ghé qua Akala Thái Nguyên với địa chỉ 579 đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên để bên em tư vấn hỗ trợ và lắp đặt cho các bác. Cảm ơn các bác.